ba người đi cùng lúc đi 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 lại Nhìn thế rồi ai giết được? chết. Chết, nhìn thế rồi ai giết được? Thôi tôi nhảy lên đây tôi núp trước đã. Trời Có biết là không, con gì không? Pet là random. Pet random hả? Kia là con gấu trúc này, kia là con gấu trúc. Chỉ nhìn kiểu số thôi. Hoàn thành nhiệm vụ quá, thật là hấp xác dẫn. Xác định kẻ mạo danh. Sửa chữa cái gì đây? Ồ, sửa chữa cái gì kìa? Sửa chữa cái gì mà đâu anh hẹn mà đâu anh kìa? Ơ, hộp. Ồ, hộp gì đây? Đây. Hộp gì đâu? Chết rồi kìa. Ồ, con sói chết rồi kìa. Ủa con sói lại giết con sói. Tắt mic đi. Không game kìa. Sao mà lắc. Có cái bảng gì đang bỏ phiếu ấy. Nhưng mà lúc nãy mình ở một lúc ấy mọi người ở đâu mọi người bấm map lên đi. Map ở em ở chỗ người bắt đầu ý, nãy mọi người ở đâu? Em ngay chỗ cái bồn cầu á. Bồn cầu là chỗ nào? Bồn cầu là bathroom á hả? Không phải không? Mình có đi biết đâu. Nhưng mà chỗ đó có cái bồn cầu em không biết tên. Em đang ở phòng sử dụng nghe nghi ấy nhở? Phòng sử dụng ở đâu ạ? À quên. Ủa ai ai nhắn vậy? Tống thì không biết nha, Tống thì biết tôi đang bên biết chưa? Chị gà xuống rồi kìa, sói chết rồi cái phòng gì kìa. Bật map đây là như thế đó. Sói ở clinic đây này. Ủa sao? Em đang ở library. Chị thấy vô lý với cả Danny, chị thấy. Xong rồi cái gì đó mình không biết được. Con chỉ là mình đi cùng vô lý nha mọi người nhá. Thôi nét qua đi. Bỏ qua đi. Bắt đầu bỏ qua đi, chưa biết, bỏ qua đi cho lẹ. Mới có một người à, cứ từ từ đi mọi người. Con robot là con nào vậy? Robot đây này. Con robot là vô lý. Vô lý sao ấy? Không, robot là ai à? Không biết. Robot là Kiên. Kiên hả? Kiên đi chỗ khác đi Kiên. Này nó giống là mong hú hả? Đừng có bảo tôi một mình, tôi chính là ai đấy. Ủa còn thí nghiệm là ở đâu mọi người? Ủa thật là khủng khiếp. Anh nhìn thấy xác của hai người chết. Ta em đang đi với Ủa sao Kiên bộ dạng thế? Clinic. Anh thấy xác ở phòng ăn tối. Em ở cabin cơ, em ở xa dinner lắm. Anh lúc đấy là em mới đi ra. Anh Tú ơi, em về anh vừa nhìn vừa đi qua anh Tú mà đúng không em? Anh là số 3, anh là con chó này. Ừ, có. Em cũng đi qua anh Tú với cả Kiên luôn cơ, là Kiên và anh Tú đi cùng nhau lúc đấy, trước khi tách ra khỏi em. Ủa là sao ta? Không hiểu. Chỉ nhìn thấy số 4, số 9 ở cái phòng gì đây, phòng clinic chạy ra cùng anh thì không phải hai đứa này. Hay là Danny về vô lý đấy, hai con sói đi cùng nhau hả? Đúng rồi á. Em đang đi với Nát mà. Mắc vậy làm gì có, không có. Nó không có nha. Nát đi với không thấy cậu nha. Đừng có nói yêu đó. Một yêu. Em đang đứng kế bên. Em đang đứng kế bên anh luôn nè Nát. Thôi đừng sao. Em mới đang đi ra phòng ăn với anh luôn á. Thôi đi. Em đâu có làm gì đâu. Ai là kẻ sát nhân? Đi là nhiệm vụ mà. Kia bài tư. Bỏ qua đi. Bấm vào rồi này. Cái gì vậy? Sao bỏ em? Không ai bị đuổi. Ủa là sao mọi người? Này sao nhìn con robot kia nó cứ đáng nghi thế nhở? Kia có hiểu gì đâu trời, kia có biết nó chưa hiểu gì luôn này. Mọi người à. Giết kiểu gì mọi người, giết kiểu gì? Ủa làm sao để hiện biết được gì giết mọi người? Ôi mọi người ơi, có ai chết rồi nhớ là giết nhiệm vụ gì? Mọi người ơi, anh vừa nghe thấy anh Kiên hỏi là giết người kiểu gì ạ? Thế thì khéo là Kiên lắm mọi người. Không phải, không, Kiên không biết chơi mà. Kiên không biết chơi mà. Bốt nghi lắm hả? Kiên bốt Kiên. Kiên không. Cái anh em không nghĩ là Kiên đâu. Vì chạy kiểu sao ơi. Bởi vì đã đến. Bốt vào vút vút lẹ đi. Thôi có hết rồi Linh ơi. Kiên bị đổi lại mà đó. Anh làm là tự làm cái nhiệm vụ đây. Thế là anh chết rồi, em xin lỗi anh. Nhưng mà tại anh hỏi gì nên là nghi quá. Hay quá, ai vậy, ai vậy, ai vừa vote vậy? Tôi thấy mọi người vô lý với mọi người biết rồi. Ui trời. Vậy mình vừa đi tới xong á, người này. Con sao đây? Anh thấy thằng Lý giết ép. Anh thấy thằng Lý giết ép. Lý làm gì? Lý. Không cho. Làm nó.
xong rồi vote luôn Danny bởi vì nó với Danny đi cùng nhau. Ông biết chơi, ông biết chơi. Nó cần cần của khung cảnh thật là khủng khiếp. Hello. Vô lý lại bị đuổi được kìa, chị ghê đấy. Cú bé, cú bé. Đi chơi với con khỉ. Lên con robot đúng không? Không. Thế con robot là con nào? Em là con mèo mà. À, con gấu trúc này có biểu hiện đấy nha. À, đi sửa, tao đi sửa, ok. Sửa, có quay về. À, rồi. À đi, chắc luôn. À đi. Tiểu gì ăn chắc luôn mà. Em có muốn nói gì không số 7? Có đấy. Số 7 em có nói gì không? Nói gì đi em. Thấy chưa, em bảo rồi. Trước giờ mình giết người auto. Có một lần giết người là auto bị nhìn thấy là bắt được tay chạy ạ. Giết đúng chỗ. Giết thầy non. Chị ơi, vote mình đi ạ. Đây. Buồn quá trời buồn luôn. Tôi không vote được mà. Dạ. Yeah. Trước em chơi đi. Chưa thấy bắt rồi. Ai vậy? Giết người đánh ra nữa. Con nha. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải cái gì? Ok. Ai ở bên cạnh em đây? À đâu. Đây. Mình thấy ai vậy? Số 4 không phải. Chị Hi chết rồi. Anh hết. Tắt mic trong game kìa. Tắt mic game kìa mọi người. Anh hết rồi. Gì? Anh hết. Anh nghe à? Anh hết rồi. Đấy anh hết. Kia phải tắt mic Discord cái đoạn này mọi người. Kia là sói, ván này kia là sói. Ván này kia là sói. Ai là ai? Anh đang đứng cạnh Linh nhá. Anh đứng cạnh Linh ở trong phòng để xem. Ừ, đúng, em confirm là đứng với anh Tú. Bắt ad, Kiên bỏ phiếu ad. Kiên bắt phiếu bỏ phiếu ad. Em mới chạy tới chỗ này là em hay. Anh đi với Tiểu Diễm mà Tiểu Diễm đi với Vô Lý thì là như nào? Đúng rồi, Tiểu Diễm đi với Vô Lý. Ồ, nãy cũng em thấy là em bảo là em thấy vô lý. Tự nhiên vòng từ cái vòng, cái chỗ xác của anh, của xác xác của Hi, đúng rồi. Ủa sao mọi người không suy nghĩ đó là vô lý? Ông tự tống luôn ạ. Vô lý rất là nhanh. Em mới tới mà. Không, nhưng mà em bấm rất là nhanh nhá. Em vừa từ cái xác đấy ra luôn. Không, mình nhận ra em phải lý hơn. Suy lệnh hay quá, suy lệnh hay quá. Hay quá, Tiểu Diễm ơi. Cái gì vậy? Anh em mà. Thế là bỏ phiếu ai đấy? Bỏ phiếu ad. Ad mà. Đúng rồi ad. Lý, thằng Lý đi ba. Em mới tới. Rồi anh ad trước xong rồi vô Lý sau. Đúng rồi. Nếu vote phải vote luôn đi. Vote luôn. Ok, bây giờ xong em sẽ vote vô Lý luôn cho anh. Đúng vậy. Nha. Aaaaaaah. Mọi người cãi em không à. Mọi người cãi em. Mọi người cãi em không à. Đúng luôn, thấy chưa? Em lại bỏ cãi. Anh ơi, anh thấy anh giải thích thế nào mà mọi người vẫn vote hết anh không? Ai mà anh giết em cơ nghiệp quốc đấy. Cái quả robot này sao cứ... À! Mình biết rồi nhá. À, rồi. Rồi. Mọi người thấy ai chạy ra từ đấy chưa? Mọi người chụp máy chạy ra từ đấy chưa? Kiên rồi. Không phải ạ. Chị Linh vừa bảo là cái quả robot này thì chị Linh chết luôn. Nè nè, để Kiên nói cho nè. Thế là... Bỏ phiếu gì chết chị? Anh nhìn thấy Kiên chụp chí chạy từ xác của Linh ra. Tự vớt bản thân mình đi. Mọi người ơi, lần sau mọi người lúc mà mọi người giết người ấy, lúc em chơi game này làm nhiệm vụ mọi người đừng nói gì nhá, không lộ hết đấy. Thua rồi hả? Thua rồi. Nè, tức quá. Trời ơi, đồng đội ăn non quá. Thật, hai người non quá, hai người non. Quá non. Ơ, nửa kìa. Gì quá vậy? Sửa cái kia, sửa cái chấm đỏ. Sửa cái chấm than, sửa chấm than. Em ở xa quá rồi, em không chạy lại được. Chấm than ở đoạn nào đâm đoạn? Đi chạy đi mọi người, còn có mười mấy giây thôi. Rồi, sửa được rồi. Ok. Oh. Oh. Ủa, chết hai người luôn. Ủa, có được nói không mọi người? Không. Anh em mình không được nói.
Anh em mình chỉ ngồi cười thôi anh ạ. Là ai? Là ai vừa đi qua? Lúc đấy là qua. Đến chết hai người. Bây giờ em nghi một là S, hai là Tiểu Diễm. Bởi vì lúc đấy em mình điểm danh đi, nãy mọi người đi cùng ai? Không, chị vừa tới chỗ Ninh luôn á. Chị vừa tới từ cái phòng em sửa phòng nhà vệ sinh á. Đúng đúng rồi, xong là em đổ. Thắc mất game đi. Thắc rồi mà. Em đổ cái kia xong là em ấy mà. Em đổ cái kia xong là em thấy bà Hi bà xỉu ngay đằng sau lưng em mà. Chị nói gì thế? Chị đi cùng ai nhỉ? Chị đi với ai vậy? Chị chả đi với ai cả cả. Đó, mình không phải nói từ từ bình tĩnh, chị vừa tới mà. Chị vừa ở bên nhà vệ sinh vừa sửa xong mà. Từ từ chờ tí mình nhớ xem mình đi cùng ai đã. Nhà vệ sinh hả? Nhà vệ sinh ai? Ai vừa nhà vệ sinh nhỉ? Điểm danh mọi người. Cô sói kìa mà. Anh đang ở phòng. Ai ôi giời ơi. Anh Tú tắt mic chưa? Thề với mọi người luôn. Ờ? Rồi, được rồi. Toang thật sự. Em đến sang giết mình đến sang hai chó liên tục luôn. Nghi... không là nàng thơ. Em nghi lắm, em nghi. Thật sự em đừng, đừng. Không, bố thấy là bố nhầm ấy, từ anh em từ không từ phải, bởi vì là cái bathroom nó ở ngay bên cạnh cái phòng ăn rồi. Nạn nhân chết ở phòng ăn mà chị thì ở phòng vệ sinh đi ra. Chị nói, có ai tự thừa nhận mình ở nhà vệ sinh trong khi mình là một con sói hay không? Không. Không, còn chị còn tự nhận mình là chị đi cạnh em nữa. Không ai tự nhận mình nữa. Đâu qua lần này đã. Mà chết ngay đâu sao mà. Sao không cắn em? Nghi là anh ép hả? Sợ bị hả anh Nghi phát hiện à? Nghi lắm. Anh ép ạ. It's over. Ơ! Cái gì vậy? Con nhà giàu là ai? Con nhà giàu... Linh chết Linh! Linh chết rồi kìa! Anh... chưa, người ta đã anh bảo thấy là gì? Anh nhìn thấy Ek chạy từ phòng ngủ ra mà cái xác nó lại ở cái chỗ cái cửa mà để vào phòng ngủ ấy. Tức là anh ở phòng reactor này, nhìn bật mắt rồi nè, anh ở phòng reactor nha. Xong rồi anh nhìn thấy Ek chạy từ cái cửa ở bên tay trái, từ cabin chạy lên ấy. Thì đấy, anh chạy vào đấy, anh làm nhiệm vụ xong anh quay ra thì anh nhìn thấy... đấy. Anh nhìn thấy xác của Linh nằm ở đây. Oh. Em cũng không biết là em đang ở đâu luôn á. Anh chọn cho Ek. Anh bình chọn cho Ek. Em cũng thế, vì tại nãy từ nãy là Linh có đã bảo là có em mà. Anh cứ nghĩ là em vậy. Nãy là Linh đã vote cho em mấy cả anh Ek đúng không? Em thì chắc chắn không phải sói, em sẽ vote cho anh Ek. Đó. Mọi người tin mình đi. Không, mọi người hãy thử tin con gái một lần đi. Con gái không đáng tin, không tin em. Anh vote em một vote. Này luôn đấy thì đấy anh đấy. Anh nhìn thấy như thế, mọi người có tin anh hay không thì đấy là không. Nãy định. Em cũng đã nhìn thấy giống anh Ek ở cái góc đấy rồi. Nghi lắm. Cái lúc mà em kìa, lên đang nói đi đâu, em sói đâu à. Say something đi. Em đã không biết cái này. Đang nhi vốt nè. Em phải vốt cho chủ tịch của chúng ta một phiếu vào hội đồng quản trị. Vốt cho người đẹp trai. Có người nào làm hai sói cùng lúc không? Không. Cái gì xịn quá. Hai sói sực hai người liên tiếp à? Sói. Không đi được. Trời ơi. Sói gian ác. Sói gian ác. Người yêu ơi. Sói ác. Bỏ qua cuộc bỏ phiếu. Số 6 bỏ phiếu nhá. Số 6 là ai? Số 6 là ai? Con rồng. Số 6 là con rồng. Con rồng là ai? Con rồng lên thôi. Đi số 6. Đan Nhi sao? Ghim nha. Ghim nha. Thì hãy ghim để Đan Nhi đi động. Tôi thấy con rồng nó chuẩn bị phun lửa. mình đã đi theo Đan Nhi từ nãy giờ rồi. Em chạy lại em thấy anh Tú chết xong rồi Đan Nhi vừa chạy ra từ đó luôn. Mình thấy xong 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 mình cũng thấy giống em đúng không? Mình thấy toàn cảnh Đan Nhi giết người luôn. Mình đã chạy Đan Nhi từ đến lúc đầu trận đến bây giờ luôn. Đan Nhi đổi mình không sót một trận nào luôn. Em ơi là em. Ok, vote đi chị ơi. Sao em lại bỏ vote okay. Ek? Không phải vote Ek chứ. Ngọc. Ờ đúng rồi. Cái game này nó không có đạt tình cảm vào em hiểu không? Nhưng mà tình cảm vào là em sai rồi. Ủa là biết sói. Sói với sói là biết với nhau luôn à mọi người. Lúc em bỏ qua rồi. Vừa đi sai anh Tú, tí này anh Tú chết luôn.
khổ quá. Lần đầu tiên chơi nó khổ quá. Bờ ngờ quá trời ơi, bờ ngờ quá. Nhưng gì một trận làm sao ấy? Ước gì một trận làm sói. Ước gì một trận làm sói. Để thử xem sói nó như thế nào. Tôi lại con khỉ nè. Mày tức thế. Vẫn cứ là mèo. Hình như nó là không, con như nó pet nào nó là thuộc tự đấy luôn đấy. Đúng rồi, nó sẽ mãi như thế luôn ý. Yeah boy. Vẫn là trợ thủ mà. Chán nhở. Cứ lại con vịt này xấu thật. Vịt này giống anh Kiên nè. Ờ, một cái dấu đỏ đỏ là gì nhở? Ai để báo là hẻo sói đó. Đi theo một ai đó cho đỡ. Ủa cái này gì đây? Dùng. À thí nghiệm. Ai đấy? Thí nghiệm. Tủ này tủ hóa chất mọi người. Ơ. Rồi. Rồi. Ơ là có biến rồi. Ừ. Mình nghe là có biến rồi nha. Có biến rồi. Reborn. Gì vậy? Ai vậy? Thì lại chết à? Rồi ai chết? Tôi thấy một con vịt. Con vịt cụt. Vịt cụt. Một con vịt cụt. Nào đó. Em đi sau lưng cái con gì đó? Không, tôi thấy con vịt cụt ở đó và cái xác nó nằm gần đó. Tào lao, em mới đi theo cái gì ai đang sửa nè mà em... Mày cũng quên mất rồi. Hình như sói sao á. Em đang ở sau lưng sói. Sao vậy hả? Không. Không, em đang đứng ở sau lưng một cái con gì đó đang sửa nè, sao mọi người không tin em. Em thấy số 4 á, em thấy cái con hồng giống con số 4 kìa. Vô lý, đúng rồi, vô lý. Cabin. Em đang ở chỗ cabin, ai đang ở chỗ cabin với em? Ủa, nghe chị chết ngay đây đúng hả? Ủa. Vậy đó. À đây nè, em đang đứng ở ngay chỗ cái con... À vô lý. Cái con màu hồng. Đúng rồi. Vậy là bốt vô lý. Ai lý? Không biết nhưng mà em đang đi sau lưng vô lý, em có biết gì đâu. Tự nhiên cái này có sự biết. Na. Không, em đang đi sau lưng vô lý. Mệt quá, cho một phút. What? Mọi người phải tin em. Tại sao cứ luôn là tôi giết người giết đầu tiên? Tại sao lại luôn là em? Có tại sao lại luôn là em giết đầu tiên? Yêu đuôi, yêu đuôi. Bao giờ em cũng xứng đáng. Rồi, dứt. Na chết. Sói! Sói thật kìa. Sói thật nát luôn. Anh đã tự vote cho anh rồi. Để không bị vote và em vẫn bị bay. Buồn. Vừa làm sói luôn đã chết rồi. Ngày đầu tiên đi làm sói. Sao ba người đi cùng lúc đi lạ chết. Đi thế rồi ai giết được. Đi thế rồi ai giết được. Thôi tôi nhảy lên đây tôi núp trước đã. Đù chắc chết rồi. Hai con ba chăm chỉ vậy. Học khẩn cấp luôn. Yeah, em có thấy ai chạy ra không em? Em thấy. Có. Em đấy là số vậy em nói cho mọi người biết đi. Thôi. Em không nói đâu. Anh nhìn thấy kiểu nó giết ép ở trên thằng nét. À, nhầm, nó giết ép ở trên cái máy tính. Này thì anh ngồi trên này này. Không phải. Anh Tú nha, để em nói cho nha. Em đứng ở dưới, em đứng ở con Nhi, anh nhảy lên trên cái bàn phím luôn. Anh Sang vừa bảo anh nhảy lên đây chơi không ai chết, phát là anh nhảy lên cao luôn. Thế Nhi, em có nhìn thấy anh nhảy lên bàn phím không? Nhi kìa. Em đi với anh mà. Hả? Đó, thấy chưa? Em đi cùng anh đúng không? Đúng rồi. Em đi với anh nào? Tiếp đi em, mọi người đang trông chờ sự bảo chữa của em. Giả dối. Nhưng mọi người bỏ phiếu gần hết rồi kìa mọi người. Chưa kịp nói, chưa kịp nói ăn 4 phiếu rồi sao nữa. Còn có 2 người đó. Ai vậy, ai giết người vậy? Số 9. Số yên mình vãi. Số 3. Tiếp tục đi, tiếp tục bảo chữa đi. Anh đang nghe đây. 5 phiếu hết. Bỏ qua. Cái dấu bỏ qua là nguy hiểm nha. Không.
là kiểu chắc là cứ bỏ qua đi. Ôi con một phiên. Tiếp đi kiếm. Tại đó cây. Tại trận trước anh sang Việt Nam em cay em đi ra cha hoài. Đi ra cho mới đang chơi thù. Ông oán cá nhân dữ gì em. Không phải, anh Sa đã treo lên nó cao rồi, em nhảy lên theo em giết luôn. Like đi mọi người ơi, like đi nào. Hay, hấp dẫn, bánh cuốn đó.